Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mẹ là đất nước quê hương, chứa chan tình cảm, quê hương ngọt ngào, lời ru theo gió cất cao.
Vừa rồi là bài Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ Hạnh Ngân hát theo điệu Con nhện răng mùng. Nối tiếp chương trình là bài Gửi về quê biển, do tác giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Luyện Năm Cung, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Từ thị trấn Tiền Hải, tôi xuôi qua Tây Lương, phía trước đường Ba Chín là Đông Quý yêu thương. Mảnh đất xưa còn ghi bao dấu tích, lập ấp mở làng của uy viên tướng công. Kia là nghi cờ nghi hồng bay trong gió ai
chúng ta cùng nghe tiếp bài Xuân Quê Hương, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày theo điệu đường trường tiếng đàn. Xuân đang về cho lòng vui vơi vơi, xanh thắm đất trời đẹp những vần thơ, rạng rỡ môi cười ánh mắt em thơ, trong hương nắng rực màu cờ sắc thắm. Nắng rủ rủ xuân nghĩ về, bừng lên sắc thắm khung trời xanh. Ơi nắng dù dù xuân về từng đàn hề chim cao tiên hót thêm ấm đường thì tình ai trao thắm tươi trong nụ hoa đào. Kìa mùa xuân cánh mang khúc lòng tình xuân thêm dạt dào, nặng tình câu hát rút đỉnh cao. Mùa xuân đến thắm đượm muôn hoa, trái tim chung nhịp thời khúc ca. Mùa xuân đến sáng đẹp áng thơ, xuân cho lòng thì ai thêm ấm áp gió quyện trầm trong mơ thiết tha câu đời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bài Nắng về trên giàn giáo, lời của soạn giả Ninh Hoài Long, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi hát theo điệu đào liễu và chiếc cầm hồi văn. Nam Định quê em có sông đào uốn khúc, dài Hồng Hà chở nắng phù sa, dòng Ninh Cơ vô nhịp đôi bờ, từ nay không còn cảnh con đò đưa khách sang sông. Cầu Tân Đệ như dài lụa hồng đưa ta đi dọc đường 10 tới miền Đông Bắc. Kinh tế đường 10 từ nay khởi sắc, giờ đây cầu đò quan thông suốt, cùng cầu Lạc Quần đưa ta về vùng biển thân thương. Ấm những đêm trường, đâu ca xưa
trên những cung đường sao xuyến niềm vui xuân về. Nghệ sĩ Chu Cường sẽ nối tiếp chương trình với bài Ngày Xuân do soạn giả Trần Văn Cật soạn lời theo điệu Sa Lệch Chênh. Xuân về hoa nở thắm tươi, gái trai duyên dáng nụ cười thêm xinh, trống chèo rộn rã sân đình gửi trong câu hát nghĩa tình sắt son. Náo nức ngày đêm mi ơi xuân đi, xuân đi về xuân về, náo nức mi ngày đêm chưa cờ hoa rực rỡ ơi. Ơi ơi à mà để nổi lên
chữ nổi lên sắc màu. Ơi gió ơi, gió chiều đưa nhẹ hàng kỳ câu. Đưa nhẹ nghỉ hàng nghỉ câu ơi gió. Gió chiều đưa nhẹ hàng câu chữ mơn man sóng lượn đi. Ơi ơi à mà để vườn châu chữ vườn châu xum xuê. Ơi ngày ngày xuân, ngày xuân giữ tròn câu thề. Xuân về hoa nở thắm tươi, gái trai duyên dáng nụ cười thêm xinh, trống chèo rộn rã sân đình gửi trong câu hát nghĩa tình sắt son. Náo nức ngày đêm mi ơi xuân đi, xuân đi về xuân về. Náo nức mi ngày đêm chữ cờ hoa rực rỡ ơi. Sắc màu ơi gió ơi, gió chiều đưa nhẹ hàng kỳ câu. Đưa nhẹ nghỉ hàng nghỉ câu ơi gió ơi, gió chiều đưa nhẹ hàng câu chữ mơn man sóng lượn đi. Ơi ơi à mà để vườn châu chữ vườn châu xum xuê. Ơi ngày xuân, ngày xuân giữ tròn câu thề. Ngày xuân giữ tròn câu thề, sớm hôm nồng ấm đi về có nhau. Tháng năm đầm tình sâu, cách xa nỗi những nhịp cầu yêu thương. Thấm đậm tình sâu ơi tháng y, tháng năm thời thấm y đậm tình y sâu chứ cách xa nỗi. Vui hồi quê hương chữ lời
ơi xuân đi, xuân đi về, xuân về Hà Nội trời mong. Kết thúc chương trình là bài Sử viết thêm dòng do tác giả Xuân Hanh soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương cùng top nam nữ trình bày theo điệu Sầm Soan. Thiên sử vàng mắt sáng lòng say như chim bằng đang vượt gió rẽ mây, bao chứng tích thủ đô đang dạn dày ngàn thùa. Hà Nội ngời nét son rực rỡ, ý bát dệt thành hoa nở giữa lòng xuân, chắp cánh trang thơ nối vần câu hát, câu hát trong ngần đất tiếng hát vàng, hát vàng cũng hát trong thần đời ta. Chúng ta vừa nghe một số tiết mục hát chèo do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân lịch sử năm 1975, tin vui từ Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền khắp cả nước giữa trưa ngày 30 tháng 4 đã làm rung động bao trái tim người nghe. Niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết của người dân miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Niềm xúc động vô bờ của anh em miền Bắc đón chào anh em miền Nam trở lại mái nhà chung Việt Nam yêu dấu sau hơn 2 thập kỷ chia cắt. Chiến dịch vĩ đại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại mùa xuân thực sự, để non sông gấm vóc từ đây là của ta, do ta làm chủ vĩnh viễn ngàn năm. Để làm nên mùa xuân lịch sử ấy là biết bao mùa xuân nô lệ, căm hờn và rồi trào dâng nước mắt hạnh phúc ngày toàn dân sum họp. Chắt chiu từng chiến thắng, mở hàng loạt tuyến đường giao thông huyết mạch, chi viện cho chiến trường miền Nam đến Hiệp định Paris, chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Mỹ trên đất nước ta, v.v. Đó là những trang hào hùng không thể phai mờ trong lịch sử nước ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số các chương trình hát chèo với chủ đề theo bước chân giải phóng để cùng nhau ôn lại những ngày tháng xúc động hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
đường, nhà máy, công trường vang khúc hát mừng non sông toàn thắng. Năm tháng đi vận đi you
Vừa rồi là bài Mừng Chiến Thắng do soạn giả Minh Dương viết lời theo điệu tình thư Hạ Vị, nghệ sĩ Bích Thục trình bày cùng tốp nữ. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý sẽ gửi tới chúng ta bài Hát Về Dòng Sông Hương, soạn giả Hồ Tăng Ấn viết lời theo các điệu Sử Bằng Hát Cách và Sa Lệch Chênh. Trời sông Hương bừng sáng lên rồi, từ đây tôi mừng tay lại nắm tay, sương vui bỏ những tháng ngày khổ đau. Mấy chục năm cơ cầu cay đắng, Huế đã vùng lên giải phóng quê nhà, cho phố phường vui tấp nập chợ Đông Ba, cho tình tâm nở bốn mùa hoa sen thắm, cho dòng hương không xa vắng điệu Nam Bằng. Huế lại hồi xuân giữa tuần trăng sáng, ghi nhớ mãi ngày sôi động tháng ba, tiếng reo vui tràn ngập khắp mọi nhà, cờ chiến thắng tung bay tràn hòa trong tiếng gió. Sông bỗng xanh lên một màu xanh rực rỡ, đẹp rất ly diệu kỳ, vẫn đói một dòng hương sau mấy mươi năm tắm tối chán đi trường, nay bừng sáng lạ thường như trong mộng. Đường thạch xương bồ rú tơ xanh ong, thơm ngọt dưới trời giải phóng, Huế thân yêu màu tím thủy chung, màu tím diễm kiều, màu tím Huế sớm chiều bền vững vậy có thơ rằng sáng xuân nay Huế đầy sắc nắng, đỉnh Ngự Bình lộng bóng cờ bay, những đêm dài đã lui vào dĩ vãng, vĩnh viễn xuân về Huế đẹp từ nay. Ai qua gia hội ơi cầu hai, ai ơi đi là đi thương bạc chữ tam thai, ai về lúa xanh lại ngát đồng.
xanh lại ngát mi đồng quê. Hương cần hương cần ngọt đi quýt chứ hàng bè ngon đi cam chợ chợ tuần chợ tuần cửa thuận có ai xa. Chợ tuần cửa thuận ơi mà ai sang ơi chợ tuần chợ tuần cửa thuận ai sang chứ cùng ta chung chuyến ơi mà chuyến đò ngang cùng về ơi nhìn nghìn năm Huế nghĩ vẹn tôi thề. Quý vị và các bạn thân mến, mặt trận Trị Thiên Huế là một trong những mặt trận quan trọng nhất của chiến trường miền Nam, bởi nơi đây là cửa ngõ đầu tiên của miền Bắc tới miền Nam ruột thịt. Chính vì vậy, việc giải phóng được mặt trận này là điều tiên quyết của thế cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó sẽ mở đường cho hàng loạt chiến dịch sau này và góp phần cho thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cố đô vốn yên bình thơ mộng nằm bên cạnh dòng Hương Giang uốn khúc êm đềm, vẳng đâu đây là tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân xa. Nhưng khi Tổ quốc cần thì những nét cổ kính trữ tình ấy cũng hóa thành sức mạnh để vùng lên theo bước chân giải phóng, làm nên chiến thắng lẫy lừng. Chiến dịch Trị Thiên Huế là chiến dịch nhỏ đầu tiên của mũi chiến dịch lớn Huế-Đà Nẵng. Rạng sáng ngày 26 tháng 3 năm 1975, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta tung bay trên đỉnh Kỳ Đài, Phu Văn Lâu, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, Thừa Thiên Huế được hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng này đã bước đầu làm phá sản kế hoạch phòng thủ kiên cố của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và lá cờ Tổ quốc được tung bay hơn bao giờ hết trên thành cổ Cố Đô. Thank you.
lập vì tự do, đạp bằng gian nan quyết diệt hết quân thù, xương cao mái lá cờ quyết thắng, Huế anh hùng đẹp tươi trong nắng, bài ca tranh đấu lòng lòng bay xa, rõ hơn ràng lời ca. Vừa rồi là bài Tầm Cao Thành Huế, các nghệ sĩ Minh Nguyệt và Kim Oanh trình bày cùng tốp nữ theo các điệu Lấy Lơ và Luyện Năm Cung. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ Đào Canh sẽ gửi tới chúng ta bài Hà Nội Mừng Chiến Công Thành Huế, soạn giả Công Sáu viết lời theo điệu Đào Liễu. Từ Thành Huế báo về tin chiến thắng, làm nước lòng khắp cả hậu phương. Hà Nội vang lên tiếng hát yêu thương, chào Thành Huế kiên cường bất khuất. Đã bao năm một niềm son sắt, Huế anh hùng không phút truyền lay, nén đau thương tự bấy nhiêu ngày, thành máu lửa cuốn phăng loài ác quỷ. Ngập Thành Huế trời hoa phượng vi, ôi sắc hồng chân lý lại đây, lồng lộng cờ sao trước gió tung bay, Huế kiêu hãnh trong ngày giải phóng. Hà Nội gửi tình sâu nghĩa nặng, mừng Huế kiên cường chiến thắng vẻ vang, nguyện làm tròn trách nhiệm vinh quang, với Huế Sài Gòn quê hương kết nghĩa, thắm nghĩa vẹn ý tình. Huế ơi đã bao năm đi qua, thắm nghĩa vẹn ý tình, Hà Nội chung ý lưng vui cùng với Huế chia sẻ ngọt lành, để có hôm nay vui mừng. Tay nắm chặt tay. Tay súng tay cày, giữ cho núi sông đẹp tươi. Tay súng tay cày, tay búa công lời tròn lời giao, ước gian khổ bao ngày mới có hôm nay phượng đỏ trời, trong nắng đua bay. Ơi Huế yêu thương đã hát trọn bài ca giải phóng, tin truyền đi sâu rộng tới mỗi lòng dân Hà Nội hôm nay. Suối lụa ơi mượt ý mà, máy gieo năng suất vượt nhanh. Suối lụa ơi mượt ý mà, lửa hàn đêm đi đêm gắn bền mơ, ước xuôi ngược con tàu chở nghĩa quê hương đây tình. Hà Nội gửi Huế yêu thương. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài
chung lời ca nước non, lời của soạn giả Đình Thảo, nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và tốp ca trình bày theo các điệu Hề Mồi, Tứ Quý và Đường Trường Tiếng Đàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Hát Chèo nằm trong loạt chương trình với chủ đề Theo bước chân giải phóng, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Chương trình này do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.